Ok, xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ tranh thủ live stream để tâm sự với các bạn. Bây giờ thì cũng là một ngày mới, thì đầu tiên chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ này, ngày làm việc đầy năng lượng nha. Vâng, thì hôm nay thì cũng tiếp tục như mọi khi là chúng ta sẽ đi làm tích cực nhiệm vụ được giao. Thì ở đây là có đấy tám, đây là ba ván nha mọi người, đặt này là ba ván. Ở đây chúng ta thấy là cà rốt có hành tây có luôn, nhưng mà mình nghĩ thì đó tuyệt vời hơn, đó là chúng ta sẽ ơi quay 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 ok thôi được rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt tay vào nhiệm vụ nào. Thì nhiệm vụ ở đây á có là sao rất nhiều nha, sao là 10 nè, 16 nè, đấy sao rất nhiều luôn. Là sẽ tập trung sao trước, mình sẽ mua cho mình đó là 10 củ hoa tay, nhưng mà túi chật nên thì mình sẽ 8 bán đi, mua thêm 2. Sau đó chúng ta sẽ mua 5 lúa này đấy, bán luôn sao, bón cho rảnh túi, sao bón luôn cho rảnh túi đấy. Cái gì mà không ai với vướng phiếu là mình sẽ bán hết đấy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thu 5 cà rốt. Cà rốt thì nhiều đấy, ta sẽ thu trước 5 quả đi. 1 2 3 4 5. Ok, rồi chúng ta sẽ gieo gieo lại. Gieo lại thì ở đây chúng ta sẽ gieo 10 gừng và 16 onion. Thường thì gieo nhiều như vậy thì chúng ta sẽ sẵn sàng đem qua map forest nha mọi người, nhưng mà thôi vì lý do có nhân nên thôi là bây giờ mình sẽ gieo luôn bên này, chấp nhận chăm cái vườn của mình luôn. Nó chấp nhận thì không có, nhưng mà nhiệm vụ mình là phải chăm vườn đấy, cứ chăm thôi. Ok, ở đây là chúng ta đã được một nhiệm vụ là sau 10 gừng, giờ đến lượt là 16 củ hành, nhưng mà mình sẽ tưới khoai tây trước để chín, tí nữa nó chín rồi mình sẽ thu 10 quả khoai tây. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, như vậy là mười khoai tây nha. Chúng ta sẽ yêu, nhưng đáng tiếc là ai khác không phải nhìn nhau nở đầu tiên, từng ta sẽ phải nhạt đấy. Sẽ diễu hành một giai điệu ngân nga theo cái lời nhạc thôi, lời ở chim ùa về chắn đi cùng lề, vì thế nên chẳng thể. Vâng, như vậy là ta sẽ tranh thủ gieo luôn. Rồi tí chúng ta thu 10 củ khoai tây là chúng ta sẽ gieo cái hành này xuống để cho tiết kiệm thời gian và cái năng lượng đó mọi người. Thì năng lượng thì trở lại. Thì này như này thì chắc lẽ là 20 phút nữa mình sẽ quay lại.
cái hạt này vì khoai tây mới chín được. Bây giờ là khoai tây là không chín được rồi. Ok, như vậy là tí nữa chúng ta sẽ quay lại sau 20 phút nữa. Ok rồi, đến với cái hạt tiếp theo nào. Hơi ngứa ngứa một xíu. Nhưng mà tranh thủ xíu rồi, mình có cái niềm vui của mình. Bay gài, gái gài. Chết trà. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ đổi đại gà, đổi đại gà hồi sớm mới khốt mà. Đổi cái màu. Ủa, đang nhìn khốt sờ ta. Vâng, ở đây là chúng ta đổi cái này cho mọi người. Ok, ba bá nè. Chúng ta sẽ đi tới gạo nha. Sẽ mua 33 tô tô nha. Anh mắt đâm đuôi đôi môi đam mê đôi thì một lời em để chỉ cho tôi trong một đêm u mê buồn. Nào ngờ đâu em cho tôi qua qua đắm say. Nhìn qua mê say siêu nồng phơ nạt. Nút hết chân ly rượu nồng. Đã chốt đã lỡ yêu em rồi. Con tim ta nỡ trao em rồi. Ta ca ta hát nghêu ngao lời tình si mê em có hay không nào. Ok, như vậy thì ta sẽ tưới nước rồi đã. Đầu tiên chúng ta sẽ tưới nước này. Mười gạo thì trường hợp này thì ta sẽ phải gieo 1, 2, 3 rồi. Gieo 3 cây nữa nha. Sẽ qua bên kia rừng và gieo thôi. Chụp 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 chụp. Nhanh 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 nhanh. Ta sẽ gieo qua chúng ta 2 tiếng sau chúng ta sẽ quay lại tưới nha mọi người. 2 tiếng sau là 3 giờ 5 ta sẽ tưới cái gạo là ok đó. Cứ gạo là ứng bài luôn. Thôi, tranh thủ ăn một trái chôm chôm nào. Tranh nhanh nhé.
đang gieo cà rốt nha mọi người. Gieo cà rốt xong là chúng ta sẽ gieo gừng nhé. Ok, ta sẽ gieo cà rốt nha. Như vậy là 2 tiếng sau chúng ta vào chúng ta tưới gạo là chúng ta sẽ hoàn thành cái ạt này, bỏ vá rất nhanh mọi người. Đấy, mọi người thấy chưa? Không gì khó cả, rất nhanh. Đấy, 2 tiếng sau chúng ta bỏ lại. Anh có rồi, tụi anh có màu riêng rồi. Ta sẽ xem. Ok. Chị đã thải. Đi ồn mà. Dễ lắm. Có mà. Có rồi, trưởng gửi link cho ta rồi, ta nhót lắm. Chỉnh trực tiếp lên đó luôn. Ok. Ta sẽ gieo tôm Orion. Tôm onion này, tôm cà rốt và 24 bao thịt tổ. Ok, nhưng mà đầu tiên chúng ta sẽ là như là đây mấy cái củ mà chúng ta vừa ấy nãy. Tôi sẽ chạy của mắt fresh cho mọi người. Thì rồi, chúng ta sẽ tiến hành chạy mắt fresh luôn. Đánh luôn không đánh á hả? Yeah.
Nhỏ xíu anh em, đoạn đoạn live stream anh em ơi. Còn cổng thang không được thì dọn đây đi, đừng có bòn nhiều nữa. Đây là cổng thang mở được bên đó thì dọn đây đi chứ đừng có bòn nhiều nữa. Vâng, mình đang thôi Lộc ơi, mày ngồi bên đó live stream giùm cái, mắc gì phải ở đâu, mắc thì nói vô mày cứ ngồi im đó làm việc đi. Vô kho ta nha mọi người. Ok, vô khoai tây làm vô cà rốt nữa. Rồi. Khoai tây xong vô cà rốt. Xong lại nhận quà. Bây giờ mình chỉ còn 12 khoai tây và 8 cà rốt. 12 khoai tây. Gặp được. Ok, ta sẽ chặt rìu nhé. Trực riêng 15 lần nha mọi người. Nhưng mà làm sao nó chúng ta vẫn phải gieo. À, hoàn thành cái cà rốt rồi nè. Ta sẽ yêu nhưng đáng tiếc là ai khác không phải nhìn nhau nữa đâu mọi người. Thì tình ta giờ phải nhạt rồi nên ấy chim ùa về. Ok, ta sẽ cụ đất 12 lần nữa. Vậy là ba ván nha mọi người. Mình cũng xin tắt mic một tí. We'll be right back.
Thank you.
Vâng, chào mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ nghe nói là hôm nay là 2 giờ bổ trì nha mọi người, là mình sẽ like tí xong mình di chuyển ra cái trang chủ của nó để hướng dẫn thêm, chứ không phải là đi tham quan thêm cho mọi người biết này. Giờ đâu buổi đây đâu. Hả? Đây đã. 2 giờ rồi bà. Hãy subscribe.
nha. Hình như là không bổ trì nha mọi người. Cái máy này nó thay bổ trì gì đó. Ây da. Ok, ta sẽ thu 5 cờ gốc. Làm Oneon. À, bổ trì rồi, vừa nói luôn. Perfect. Tiện nhờ. Đây là anh cầu lại ngay. Bỏ ra trong chủ thì lại trời chứ ra mà hết cửa được. Cái tao hết cửa luôn hả? Ok. Thì ngày hôm nay là bây giờ là game nó bảo trì nha mọi người. Đấy, để mình để xin mọi người để tí. Mình di chuyển cho nó. Đấy, để anh mình bỏ nhỏ lại như vậy. Ok. Ok nha mọi người. Thì bây giờ là game ra là đang bổ trì nha mọi người. Đây là trang chủ của cái game Family. Thì game của mình là game người Việt nhưng mà chơi tiếng chữ tiếng Anh. Là tại về tí nữa là nó sẽ cập nhật là lên phiên bản mới nha mọi người. Đây. Có thể game này có thể chơi trên điện thoại cũng được. Nhưng mà Android thì Oppo thì không biết như bây đang bị lỗi hay sao. Còn có thể chơi trên Google Play. Google Play chẳng hạn đấy, ví dụ như thế. Hoặc là tại về máy tính thôi. Thì bữa giờ thì có cập nhật liên tục thì cũng nhiều phiên bản rồi. Là chúng ta sẽ roi là 2, 4, 6, 8, 10. Thì do bộ trì dự kiến tới mấy giờ? 4 giờ đúng không anh em? Thì thời gian bộ trì là dự kiến là tới 4 giờ. Thì 4 giờ sau có thể là đến 4 rưỡi, 5 giờ chẳng hạn. Thì thời gian dự kiến mà chưa chắc nữa. Thì cái bóng giờ là mình sẽ tải phiên bản mới. Còn cái này là những cái cập nhật thông tin về phiên bản. Thì có rất nhiều những thông tin bổ ích. Đấy, new NPC. Để mình xem. Đẹp, game đẹp quá mọi người nhờ.
ta sẽ xem. Ồ, quá đẹp mọi người. Play to save. Ồ, quá trời của này. Chờ. 369.600 đô. Dễ sợ vậy. Game này đẹp quá mọi người nhờ. Đấy. Đây là Facebook trang chủ của nó, Twitter, YouTube, TikTok, TikTok luôn, là web, web bên này, Wiki, Telegram mọi người. Nói chung là có rất nhiều ơn như Indo, China, Philip, Brazil cũng có. À, như vậy là mọi người đợi đến hết thời gian bảo trì thì mình sẽ tải về và tiếp tục chiến với mọi người nhé. Hôm nay thì mình cũng xin kết thúc live tại đây. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nha. Hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo nha. Sau khi bổ trì nha. Xin chào cả nhà.